Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay quý vị và các bạn có khỏe không? Hôm nay tôi nói về hình sự một chút. Tôi có một người bạn, họ điện hỏi với tôi rằng là người nhà của họ là một bị cáo trong một cái vụ án hình sự. Thì bản án hình sự họ cho rằng là khả năng là sẽ không có tuyên một cái mức hình phạt giam, và họ đoán thế. Thế là bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân cấp quận huyện đã tuyên với mức hình phạt là 1 năm tù giam. Và cũng là do không am hiểu pháp luật, và thế rằng là họ đã kháng cáo, tuy nhiên rằng không có một cái động tác là mời luật sư. Và phiên tòa lần đầu tiên của tác cấp phúc thẩm đã bị hoãn. Thì họ bảo với tôi rằng là bây giờ chị Thu ơi, có thể hoãn được hay không? Thưa quý vị và các bạn, nếu muốn hoãn hay không thì hãy xem vào những cái quy định của pháp luật về hoãn trong trường hợp đối với phiên tòa phúc thẩm, tòa án của hình sự nha quý vị và các bạn. Trên tay tôi là bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Chúng ta sẽ đi và chúng ta sẽ xoáy vào những cái vấn đề, những cái quy định của pháp luật để chúng ta hiểu hơn về những cái quy định hoãn phiên tòa phúc thẩm. Tôi sẽ đọc cho quý vị và các bạn xem có được quyền hoãn hay không. Điều 297 hoãn phiên tòa. Hoãn phiên tòa ở đây là hoãn phiên tòa sơ thẩm, và điều 352 là hoãn phiên tòa phúc thẩm. Tôi muốn đọc từng câu, từng chữ để quý vị và các bạn hiểu thêm được những quy định trong trường hợp này mình không có quyền hoãn. Trong cái điều khoản hoãn phiên tòa phúc thẩm này thì nó có hai khoản. Thứ nhất, tòa án cấp phúc thẩm chỉ được hoãn phiên tòa khi thuộc một trong các trường hợp. Trong này nó có hai trường hợp quý vị và các bạn. Có một trong những căn cứ quy định tại điều 52, 53, 349, 350, 351 của bộ luật này. Vậy thì cái điều 52 của bộ luật này là nói như thế nào quý vị và các bạn? Điều 52 của bộ luật tố tụng hình sự nói về sự có mặt của, điều 52 nói về sự có mặt của kiểm sát viên các bạn ạ. Sự có mặt của kiểm sát viên. Và điều 53 nói về sự thay đổi có mặt của thẩm phán. Tiếp theo là điều 349. Điều 349 nói về sự có mặt của thành viên hội đồng xét xử phúc thẩm, thư ký tòa án. Thì quý vị và các bạn biết rồi, trong một cái phiên tòa phúc thẩm vụ án hình sự thì có 3 thành phần, có 3 là 3 thẩm phán. Thì nếu trong trường hợp vắng một người thì sẽ hoãn. Ngoài ra còn có thư ký của tòa án, nếu vắng vị này thì cũng sẽ hoãn. Điều 350, sự có mặt của kiểm sát viên. Điều 351, sự có mặt của người bào chữa. Thưa quý vị và các bạn, theo cái quy định hoãn phiên tòa phúc thẩm thì trong đó có 5 cái quy định mà chúng ta cần phải, nếu trong trường hợp có những cái quy định này thì chúng ta sẽ được quyền hoãn. Thứ nhất là sự thay đổi của thẩm phán, sự thay đổi của kiểm sát viên, sự có mặt của thẩm phán, sự có mặt của kiểm sát viên, sự có mặt của hội đồng xét xử và có mặt của người bào chữa. Như vậy thì
Tóm lại, nếu trong trường hợp hội đồng xét xử bao gồm thẩm phán, các thẩm phán, thư ký, luật sư vắng mặt thì sẽ được quyền hoãn. Nhưng ở đây, khi người bạn của tôi hỏi rằng là đã hoãn rồi thì có được hoãn nữa hay không? Điều thứ hai đó là cần phải xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật không thể thực hiện ngay tại phiên tòa. Ví dụ như trong một cái vụ án hiếp dâm thì do chứng cứ không rõ, cần phải thu thập những cái nhân chứng, và nhân chứng này thì không theo một cái trình tự thủ tục nhất định, hoặc là trong một cái vụ án giết người mà chúng ta chưa xét thấy là chưa có đủ yếu tố để kết tội một người nào đó và cần phải thực nghiệm điều tra, thì tòa án đã phải xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật. Thưa quý vị và các bạn, thì trong thực tiễn tôi có một cái trường hợp nó như thế này. Thì nếu quý vị và các bạn có những cái trường hợp như thế này thì chúng ta sẽ hiểu biết thêm những cái quy định của pháp luật. Tôi tham gia bào chữa một cái vụ án tội cố ý gây thương tích. Thì trong cái lần đầu tiên thì tôi sử dụng cái quyền hoãn phiên tòa, vì đây là tôi có đơn đề nghị để hoãn phiên tòa. Và đến cái lần xét xử triệu tập lần thứ hai thì bị cáo đã bị bệnh, không thể đến được phiên tòa, và nó sẽ là không phụ thuộc, đây là một cái điều kiện mà luật quy định sẽ được hoãn, và tôi sẽ trình bày cho quý vị và các bạn trong cái video lần tới. Thưa quý vị và các bạn, cũng để trả lời cái câu hỏi của người bạn tôi rằng nếu trong trường hợp phiên tòa phúc thẩm đã hoãn một lần thì lần thứ hai chúng ta có được hoãn không? Thưa với bạn rằng là trong trường hợp này, nếu không có phù hợp những cái quy định của pháp luật và điều luật chỉ được hoãn nếu trong trường hợp xảy ra điều 52, điều 53, điều 349, điều 349, 350, 351 thì và những cái trường hợp cần phải thu thập xác minh lại thì chúng ta sẽ không được hoãn phiên tòa. Thưa quý vị và các bạn, cái việc mà hình sự để chuyển đến quý vị và các bạn là một cái điều gần như rất là khó khăn từ phía luật sư. Nó như một cái gì đó mình không khó chuyển tải đi vào lòng người. Hy vọng rằng việc truyền tải một cái thông tin rất là cơ bản, hoãn phiên tòa phúc thẩm sẽ đến mang đến cho quý vị và các bạn những cái nội dung bổ ích mà chương trình Dân ta phải biết luật ta sẽ mang lại. Sắp tới thì tôi sẽ trình bày tiếp hoãn phiên tòa khi có chứng cứ bị cáo bị bệnh. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân ta phải biết luật ta. Tôi xin trân trọng cảm ơn.